Nghệ sĩ Ngân Tuấn, từ cầu thủ bóng đá đến ngôi sao cải lương được mến mộ. Nghệ sĩ Ngân Tuấn, một diễn viên đẹp trai, có khả năng ca diễn các loại hình nghệ thuật sân khấu, là người xuất thân từ một cầu thủ bóng đá ở vị trí trung phong và đã từng tranh giải bóng đá năng khiếu toàn thành. Nghệ sĩ Ngân Tuấn tên thật là Đoàn Văn Đầy, sinh năm 1968, nhà ở đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, con của ông Đoàn Văn Ngàn, làm nghề thợ mộc và mẹ là bà Nguyễn Thị Kiên. Trong gia đình, Ngân Tuấn có tất cả 15 anh chị em, Ngân Tuấn có 5 chị, 4 người anh, 3 em trai và 2 em gái, tất cả đều sinh sống bằng ngành nghề khác, chỉ riêng có Ngân Tuấn là theo nghề hát, từ trung phong phá lưới. Ngân Tuấn học văn hóa ở trường Phan Xào Nam, gần Dạp Long Vân, ngã 7, đến lớp 8 thì em nghỉ học, gia nhập đội bóng đá năng khiếu Tao Đàn. Ở đội bóng này, Ngân Tuấn đá ở vị trí trung phong và được tặng danh hiệu vua phá lưới. Trong một buổi tập dượt đá bóng, Ngân Tuấn bị chấn thương nơi đầu gối, phải nằm một chỗ dưỡng thương trong 6 tháng. Trong thời gian này, Ngân Tuấn giải buồn bằng cách nghe ca cổ nhạc ở đài phát thanh, anh đâm ra mê cổ nhạc như anh đã mê bóng đá. Khi lành vết thương, Ngân Tuấn đi học ca cổ với nhạc sĩ Út Chọn và em ghi tên học hóa ngoài giờ của trường nghệ thuật sân khấu 2. Bầu cuối, tức Hề Thanh Giang, bầu Đoàn Hát Sông Bé 2 là anh bà con cô cậu với Ngân Tuấn, tình cờ ca trong đám đờn ca cổ nhạc, ca trầu trong một đám tang ở đường Sư Vạn Hạnh. Bầu cuối phát hiện giọng ca hay của Ngân Tuấn nên anh thuyết phục cha mẹ Ngân Tuấn, nguyên là cô dượng của anh, để xin cho Ngân Tuấn theo Đoàn Hát Sông Bé 2 để học hát. Được sự chấp thuận của cha mẹ, năm 1985, Đoàn Văn Đầy theo Đoàn Sông Bé 2 của bầu cuối, nghệ sĩ Hoàng Dưỡng và Hề Tẩu Tẩu đặt cho em nghệ danh là Ngân Tuấn. Đoàn Sông Bé 2 của bầu cuối có các nghệ sĩ Minh Kỳ, Huỳnh Thái Dũng, Tuyết Anh, Thanh Cúc, Hoàng Dưỡng, Tài Biểu Long, Bé Hoàng Vân, Kim Phượng, Bảo Vinh và Hề Tẩu Tẩu. Ngân Tuấn tập làm quân sĩ trong 4 vở tuồng của đoàn: Tuồng Lửa Hồng Đông Đô, Lâm Xanh Xuân Nương, Mái Tóc Người Vô Trẻ, Tình Sử A Nàng. Sau đó, Ngân Tuấn được cho đóng vai kép 3, vai Lưu Cẩm Bình trong tuồng Lâm Xanh Xuân Nương. Nhờ có giọng ca vọng cổ mùi, Ngân Tuấn được nâng lên vai kép nhì, đóng vai Út Kiểng, tuồng Tình Sử A Nàng, vai Lê Tùng, tuồng Lửa Hồng Đông Đô và vai Vương Quan Tuồng, Mái Tóc Người Vợ Trẻ. Năm 1988, Đoàn Sông Bé 2 tăng cường thêm các diễn viên tài danh Linh Tâm, Cẩm Thu, Ánh Tuyết nên trở thành một đoàn hát mạnh về doanh thu. Ngân Tuấn cũng tiến bộ nhanh trong nghệ thuật ca diễn nên em có những vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem qua các tuồng Nỗi Oan Người Mẹ, Tình Yêu Và Nước Mắt, Thúy Kiều. Đến năm 1989, bầu cuối có hai đoàn cải lương, Đoàn Sông Bé 2A và Đoàn Sông Bé 2B. Ngân Tuấn được đưa về hát kép tránh trong Đoàn Sông Bé 2B với các nghệ sĩ Thanh Liễu My, Thanh Cúc, Vương Cảnh, Mỹ Phụng, Phú Xuân, Bao Bao Hoàng, Tuấn Anh, Hề Vũ Đức. Ngân Tuấn đã diễn qua các tuồng Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, Máu Nhuộm Sân Chùa, Công Chúa Kén Rể, Báo Kiếm Diệt Thù. Đến năm 1990, Ngân Tuấn về cộng tác với Đoàn Huỳnh Long, em được nghệ sĩ Đức Lợi, Bạch Mai và Hữu Huệ rèn luyện cho nghệ thuật hát hồ quảng. Ngân Tuấn thành công trong vai vua tuồng Mạnh Lễ Quân, vai Vũ Văn Nhậm, tuồng Mặt Trời Đêm Thế Kỷ. Hát vai này, Ngân Tuấn đoạt được huy chương bạc hội diễn sân khấu cải lương toàn quốc. Đến nghệ sĩ tài danh, từ năm 1990 đến năm 1994, 5 năm cộng tác với Đoàn Huỳnh Long, Ngân Tuấn từng thế các vai tuồng của các nghệ sĩ tài danh. Ngân Tuấn thế vai vua Nguyễn Huệ của Đức Lợi trong tuồng Mặt Trời Đêm Thế Kỷ, hát tránh với nữ diễn viên Hồng Nhung. Ngân Tuấn thế vai Hoàng tử Thanh Long của Minh Vương, hát với Thanh Thanh Tâm trong tuồng Ngọc Kỳ Lân. Do nhu cầu của đoàn hát Huỳnh Long, nghệ sĩ Ngân Tuấn cũng có dịp hát thế vai của các nghệ sĩ Minh Phụng, Châu Thanh khi các diễn viên này rời đoàn Huỳnh Long. Do đó, Ngân Tuấn được dịp hát cặp với các Đào Chánh, Ngọc Huyền, Hồng Nhung, Thoại Mỹ, Thanh Thanh Tâm, Tài Linh. Nghệ sĩ Ngân Tuấn có một gương mặt hiền, thích hợp vào các vai đôn hậu, dễ gây cảm tình với khán giả. Khi hát các tuồng cải lương Hồ Quảng hoặc tuồng Dã Sử Việt Nam, Ngân Tuấn thể hiện những động tác vũ đạo thật đẹp, nhuần nhuyễn, chứng tỏ Ngân Tuấn đã bỏ nhiều công sức khổ luyện, tiếp thu được nghệ thuật hát cải lương, tuồng cổ của các nghệ sĩ tài danh về loại tuồng này. Khi đóng một vai tuồng xã hội, Ngân Tuấn đã rất thành công trong vai một kép lãng đa tình trong tuồng Cô Đào Hát. Ngân Tuấn thể hiện một kẻ đa tình đầy nam tính, nụ cười vừa quyến rũ vừa hồn nhiên. Nhờ có nhân dáng đẹp trai, nước da trắng, nét mặt thanh tú, nhất là cặp mắt đa tình, Ngân Tuấn nếu được hát nhiều vở xã hội, nhất định sẽ có những vai hát để đời nhờ nhân dáng đẹp trai và lối diễn sâu lắng xoáy vào tính cách của nhân vật. Rời đoàn Huỳnh Long, Ngân Tuấn gia nhập đoàn hát Sông Bé, Hữu Long. Từ ngày đoàn này mới thành lập, Ngân Tuấn hát với các nghệ sĩ Kim Thoa, Khánh Linh, Vân Hà, Chí Linh, Hồng Nhung, Biểu Truyện, Thanh Thế, Hữu Huệ, Hề Hiếu Cảnh. Ngân Tuấn thủ vai Tống Liên Thanh trong tuồng Tình Hận Thâm Cung, vai Lưu Trường Vũ tuồng Tam Phùng Nguyên và vai vua trong tuồng Sử Bá Đao từ Hải Thọ. Ngân Tuấn đã hát rất nhiều vai trong các tuồng cải lương thu video, có thể kể đến như tuồng Âm Dương Trận, Ngọc Kỳ Lân, Vụ Án Huỳnh Thổ Trang, Tình Sử A Nàng, Lâm Sung, Tứ Tử Đăng Khoa, Dương Gia Tướng, Sự Tích Núi Sam, Anh Hùng Náo, Rũ Bỏ Bụi Đời, Tình Hận Thâm Cung, Vương Quyền Bạo Chúa, Đêm Hồng Lâu, Tiết Nhân Quý, Triệu Khuôn Dẫn,
Liên Chi, Quận Chúa. Ngân Tuấn được anh em trong giới khen là một nghệ sĩ tận tâm học nghề hát, chịu nhiều nỗi long đong, thiếu thốn khi nghệ thuật cải lương sa sút, song Ngân Tuấn vẫn không bỏ nghề, anh toàn tâm toàn ý đóng góp công sức, mong vực dậy đoàn hát, góp phần nâng cao nghệ thuật sân khấu cải lương, nhưng sức người có hạn. Anh như đứng trong một buổi chợ chiều, nhớ lại những buổi chợ đông, người mua bán tấp nập mà tiếc cho một thời hoàng kim đã qua. Rất tiếc là Ngân Tuấn thiếu cái may mắn để có thể trở thành một ngôi sao sáng hơn nữa trên bầu trời nghệ thuật cải lương.